cái vị trí giám đốc điều hành của tập đoàn Hưng Thịnh. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ do cháu trai của tôi, Đỗ Vinh Hiển, phụ trách. Chào mọi người, tôi là Đỗ Vinh Hiển. Từ hôm nay tôi sẽ làm việc với mọi người. Cùng nhau chúng ta sẽ hợp sức đưa Hưng Thịnh đi lên. Giám đốc giỏi quá. Giám đốc của lên trai quá. Đẹp trai quá. Nè con, qua đây ông ngoại giới thiệu cái phòng làm việc của con. Dạ. Đi con. Công nhận anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Chà, thôi vậy là mà lấy được ảnh hạnh phúc lắm. Dạ cha chủ tịch. Chị, em nói nghe nè, giám đốc Vinh Hiển là cháu ngoại cưng của chủ tịch đó, đẹp trai giả mang luôn. Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, lại xuất thân từ Dạch Đích, chị Linh đúng là có mắt nhìn người quá ha. Đúng rồi đó, thiệt là không uổng công chị Linh chờ đợi bao nhiêu lâu nay luôn ha. Biết của ai rồi thì tém tém lại nha mấy cô. Dạ. Đi làm việc đi. Thôi, đi về làm việc. Ông ngoại đặt rất nhiều kỳ vọng vào con và thằng Phát. Ông ngoại mong rằng hai đứa sẽ phát huy tốt năng lực của mình. Hãy cố gắng chứng tỏ khả năng lãnh đạo để ông ngoại còn chọn ra một đứa mà gánh vác Hưng Thịnh này. Con thấy là Phát đó ngoại phù hợp với vị trí đó hơn con. Từ nhỏ Phát nó thích kinh doanh rồi, con thì không. Phát làm ở Hưng Thịnh lâu hơn con. Con chỉ mới về Việt Nam thôi à. Cho nên Phát chính là người hợp nhất với cái vị trí kế thừa của ngoại đó. Cái điều con nói là không sai. Phát nó có năng lực, nó có đam mê, nhưng mà tham vọng của nó quá lớn. Mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành.